Trận derby dầu mỏ đầu tiên trong lịch sử giữa Newcastle và Paris Saint-Germain sẽ diễn ra trên sân Saint-Germain Park trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League mùa giải 2023-2024. Trong thời đại bóng đá kiếm tiền lên ngôi thì cả Newcastle và Paris Saint-Germain là hai trong số những đội bóng có xu hướng đi ngược lại, đó là đổ tiền vào bóng đá. Tuy vậy nói thế không có nghĩa là họ không quan tâm đến doanh thu của đội bóng. Những danh hiệu mới chính là cái họ cần để khẳng định vị thế của câu lạc bộ. Trước khi trận đấu này diễn ra, Newcastle đang có chuỗi trận vô cùng ấn tượng với 5 trận bất bại liên tiếp. Trong đó có 4 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi được 12 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Paris Saint-Germain cũng không hề lép vế khi có cho mình 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. 12 bàn thắng và 4 bàn thua là những gì họ đạt được trong 5 trận đã qua. Nhìn qua ta có thể thấy đội chủ nhà Newcastle đang có phong độ nhỉnh hơn so với các vị khách đến từ nước Pháp. Thế nhưng nó không có nghĩa là Trích Chòe được đánh giá cao hơn so với Paris Saint-Germain, bởi đây là sân chơi Champions League, nó rất khác so với Ngoại hạng Anh. Trận hòa duy nhất trong 5 trận đã qua của Newcastle là trước AC Milan tại lượt trận thứ nhất của Champions League. Ngày hôm ấy, Newcastle rõ ràng lép vế hoàn toàn so với Rossoneri, chỉ có sự xuất sắc ở hàng thủ cộng thêm một chút may mắn mới giúp thầy trò huấn luyện viên Eddie Howe ra về với một điểm. Tại sân chơi số 1 cấp độ câu lạc bộ, Paris Saint-Germain vẫn được đánh giá cao hơn khi họ đã quá quen với đấu trường này, trong khi Newcastle chỉ vừa mới trở lại sau hơn 20 năm vắng bóng. Sau chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục ở trận mở màn, gã nhà giàu nước Pháp rất muốn duy trì chuỗi thắng để khẳng định vị thế số 1 tại bảng đấu. Đội hình ra sân của cả hai là điều mà người hâm mộ quan tâm nhất lúc này. Về phía đội chủ nhà Newcastle, họ chắc chắn sẽ không có sự góp mặt của Sven Botman, Joelinton và Joe Willock với cùng lý do chấn thương. Đặc biệt đáng tiếc nhất là trường hợp của Joelinton khi anh vừa được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Burnley vào cuối tuần trước. Thế nhưng Eddie Howe buộc phải rút cầu thủ người Brazil ra sân chỉ sau 2 phút do tái phát chấn thương. Ngoài những trường hợp đáng tiếc trên thì những Kieran Trippier, Bruno Guimarães hay Alexander Isak đều khỏe mạnh và sẵn sàng nghênh chiến. Luis Enrique cũng không thể mang những con người ưng ý nhất sang nước Anh khi thiếu vắng những cái tên như là Marco Asensio, Nuno Mendes, Sergio Rico, đều cùng với một lý do là chấn thương. Niềm hy vọng số 1 của gã nhà giàu nước Pháp trong trận đấu này không ai khác ngoài Kylian Mbappe. Bất chấp tương lai không chắc chắn với đội chủ sân công viên các hoàng tử, tiền đạo 24 tuổi vẫn đang tỏa sáng với 8 bàn thắng trên mọi đấu trường. Mọi sự tập trung trong cặp đấu này sẽ đổ dồn về cánh trái, nơi có sự xuất hiện của nhà vô địch World Cup 2018, Kylian Mbappe. Tại đây rất có thể anh sẽ đối đầu với Dan Burn, món vũ khí lợi hại nhất của siêu sao người Pháp là khả năng qua người cũng như tốc độ siêu việt của mình. Một Dan Burn đã bước sang tuổi 31, đã trở nên chậm chạp và khó thể ngăn cản cầu thủ người Pháp uy hiếp hành lang bên trái của đội chủ nhà. Không chỉ vậy, Mbappe cũng có xu hướng rẽ vào trung lộ và đột phá vào vòng 16m50. Fabian Traoré sẽ phải ngăn chặn Mbappe bằng mọi giá nếu không muốn đặt khung thành của Nick Pope vào tình trạng báo động. Sẽ là một ngày làm việc vô cùng vất vả với không chỉ Dan Burn mà còn cả những người đồng đội của anh nếu như họ không thể hỗ trợ bọc lót cho nhau. Paris Saint-Germain đang sở hữu những cầu thủ có tốc độ cũng như kỹ năng cá nhân tốt. Ousmane Dembele là một ví dụ điển hình. Cầu thủ người Pháp đang vô cùng nguy hiểm ở cánh đối diện. Sau khoảng thời gian vô cùng khó khăn ở đầu mùa, thì tiền đạo 26 tuổi đang cho thấy dấu hiệu của sự hòa nhập với các đồng đội. Mới đây, anh đã đóng góp một pha kiến tạo trong chiến thắng 4-0 trước Marseille. Cựu cầu thủ Barca là cái tên không thể xem thường với đội chủ nhà. Kieran Trippier hiểu được sự nguy hiểm của chân chạy cánh người Pháp với anh từng đối đầu với Dembele khi cả hai còn thi đấu tại La Liga. Tài năng trẻ Anthony Gordon đang cho thấy sự trưởng thành trong lối chơi của mình. Gia nhập Newcastle từ Everton vào mùa giải trước. Sau khoảng thời gian dự bị, Gordon đã chiếm được một suất đá chính trong mùa giải này và ít nhiều để lại ấn tượng sâu sắc. 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 7 trận tại Ngoại hạng Anh đã chứng minh điều đó. Lucas Hernandez được giao nhiệm vụ khóa chặt chân chạy cánh người Anh trong trận đấu tới đây. Gordon sẽ gặp nhiều thử thách khi bộ kỹ năng phòng ngự của Lucas là vô cùng ấn tượng. Hậu vệ người Pháp có trung bình 6,3 pha thu hồi bóng cùng với 1,7 pha tắc bóng mỗi trận. Liệu sức trẻ của Gordon hay kinh nghiệm của Lucas sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này? Nhắc đến Newcastle, ta không thể không nhắc đến Miguel Amiron, cầu thủ người Paraguay vừa có siêu phẩm vào lưới ở Burnley cuối tuần trước. Điều này sẽ tiếp thêm động lực cho cầu thủ 29 tuổi tỏa sáng trong mùa giải đầu tiên anh được chơi tại Champions League. Để làm được điều đó, Amiron cần phải thoát khỏi sự đeo bám của Hakimi. Cầu thủ người Maroc không chỉ tấn công hay mà còn phòng ngự giỏi. Nhìn vào sơ đồ nhiệt này, ta có thể thấy hậu vệ 24 tuổi đóng vai trò vô cùng quan trọng ở hành lang biên phải của Paris Saint-Germain. Không chỉ vậy, Hakimi cũng thường xuyên giạt vào trung lộ để hỗ trợ các đồng đội giành lại quyền kiểm soát bóng cũng như triển khai tấn công.
3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo là những gì anh làm được cho đến lúc này. Chính sự xông xáo trong phòng ngự lẫn tấn công là chìa khóa giúp cho đội chủ sân Công viên Các Hoàng tử giành chiến thắng trong trận đấu tới đây. Hành lang biên của hai đội sẽ là nơi diễn ra những cuộc đấu vô cùng nảy lửa, nhưng nó không có nghĩa là cuộc chiến nơi trung tuyến sẽ kém đi phần hấp dẫn, nhất là khi Bruno Guimarães đang ở đó. Kể từ khi gia nhập Newcastle, tiền vệ người Brazil là cái tên không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Eddie Howe. Điểm mạnh nhất của Bruno là khả năng kiềm nhịp trận đấu, tấn công hay phòng ngự, cả hai Bruno đều đang làm tốt. Manuel Ugarte là người sẽ lĩnh sướng nhiệm vụ bắt chết Bruno ở trong trận đấu này. Dù chỉ mới 22 tuổi, nhưng cầu thủ người Uruguay đã cho thấy sự điềm tĩnh của một tiền vệ trung tâm. Điểm mạnh nhất của anh là khả năng thu hồi bóng của mình. Cứ mỗi 90 phút có mặt trên sân, Ugarte có trung bình 9,2 pha thu hồi bóng. Không chỉ vậy, khả năng tắc bóng của anh cũng rất ấn tượng với trung bình 4 lần mỗi trận đấu. Cả Bruno và Ugarte đều đang cho thấy sự xuất sắc ở vị trí của mình thi đấu. Cuộc chiến sắp tới đây, liệu ai sẽ thi đấu tốt hơn và giành chiến thắng? Nhắc đến Bruno, ta không thể bỏ quên niềm hy vọng số 1 của Trích Trẻ, Alexander Isak, cựu cầu thủ Real Sociedad, chính là bản hợp đồng bom tấn đầu tiên của Newcastle kể từ khi Mohamed Bin Salman nắm quyền điều hành câu lạc bộ. Tiền đạo người Thụy Điển đang là tay săn bàn chủ lực của đội bóng với 5 bàn thắng trên mọi đấu trường. Khả năng di chuyển không bóng là điều mà Isak làm tốt nhất. Rất may là Luis Enrique đang sở hữu Marquinhos cũng có khả năng phán đoán tình huống nhạy bén. Cầu thủ 29 tuổi có tốc độ cũng như khả năng đeo bám vô cùng khó chịu. Trung vệ người Brazil có trọng trách khóa chặt họng súng xuất sắc nhất bên phía đội chủ nhà Newcastle trong trận đấu này. Không chỉ ở đội hình xuất phát, những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị cũng rất đáng chú ý. Callum Wilson là một trong những cái tên như vậy. Dù đã mất suất đá chính vào tay của Isak, nhưng mỗi khi được trao cơ hội, tiền đạo người Anh vẫn thể hiện vô cùng tốt. Cầu thủ 31 tuổi đã có cho mình 4 pha lập công sau 7 trận đấu trên mọi đấu trường. Anh chính là một quân bài chiến lược vô cùng nguy hiểm của Eddie Howe mỗi khi đội nhà gặp bế tắc trong việc tìm thấy mảnh lưới của đối phương. Gonçalo Ramos bên phía Paris Saint-Germain cũng tương tự như vậy. Cầu thủ người Bồ Đào Nha dù đang không có được phong độ quá cao, nhưng cũng chẳng thể vì thế mà có thể bỏ qua tiền đạo 22 tuổi. Khả năng chấp thời cơ của Gonçalo là điều mà các trung vệ Newcastle rất đáng phải lưu tâm. Thêm vào đó là những Tonali, Livramento, Fabian Ruiz cũng sẵn sàng vào sân và tạo nên bất ngờ. Paris Saint-Germain với chiều sâu cũng như chất lượng đội hình vượt trội vẫn được đánh giá cao hơn so với đội chủ nhà Newcastle. Nhưng trong bóng đá, chúng ta không thể nói trước được điều gì nếu trái bóng chưa lặn. Mọi thống kê đánh giá chỉ mang tính chất tham khảo, nhất là khi Newcastle đang thể hiện phong độ vô cùng xuất sắc mỗi khi được thi đấu trên sân nhà. Eddie Howe cùng với các học trò chỉ mới nhận 3 trận thua trong 40 trận gần nhất được thi đấu trên thánh địa St. James Park. Liệu với kinh nghiệm thi đấu lâu năm cùng với chất lượng đội hình, Paris Saint-Germain sẽ ca khúc khải hoàn hay lợi thế từ sự cổ vũ của những cổ viên nhà sẽ giúp Newcastle giữ lại 3 điểm trong trận đấu này?